Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ, qua phụng vụ lời Chúa mà cộng đoàn chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe, cho chúng ta thấy có một sự mới mẻ mà lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Bài đọc thứ nhất, bài sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ cho chúng ta thấy một cảnh trời mới đất mới với đền thờ Jerusalem mới. Và trong bài tin mừng, Chúa cũng mời gọi chúng ta và nhắc nhở cho chúng ta một điều răn mới. Và qua đó chúng ta thấy được rằng mỗi người chúng ta được mời gọi sống đổi mới đời sống của chính mình, hay còn gọi là sự thay đổi hoàn toàn về lối nghĩ, về nếp sống, về cách nói và hành động của mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày. Và một cuộc đổi mới như vậy đưa chúng ta đến chỗ đón nhận những cái tư tưởng mới, những thái độ mới và những giá trị mới. Và bên cạnh đó, chúng ta còn được hướng tới những tiêu chuẩn mới trong mối liên hệ với Chúa cũng như với người khác. Và mỗi lần như vậy, kính thưa cộng đoàn, nó sẽ làm cho chúng ta đạt đến những cái cảm nghiệm sâu sắc hơn và mời gọi chúng ta cũng ý thức và dấn thân để chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta và cũng là cho các môn đệ ngày xưa rằng: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Và cứ cái dấu yêu thương này mà người ta nhận ra tất cả anh em là môn đệ của Thầy. Tôi có đọc một câu chuyện về hai người anh em yêu thương nhau. Trong một gia đình nọ, có hai người anh em, gia đình cũng nghèo khổ nhưng mà sống hết sức yêu thương nhau. Thế rồi khi người cha và người mẹ qua đời, để lại cho hai anh em gia tài là một căn nhà rất đơn sơ, nhà tranh vách đất thôi, nhưng mà kèm theo với một mảnh ruộng. Thế rồi hai anh em sinh trưởng lớn lên và trưởng thành với mảnh ruộng nuôi sống gia đình hai anh em. Và khi đến tuổi trưởng thành thì người anh xây dựng gia đình. Rồi từ khi có vợ có con thì hai anh em đã bàn tính với nhau là sẽ chia đôi cái tài sản mà cha mẹ để lại cho hai anh em. Thế rồi
Người em đã đồng ý với người anh, bây giờ anh có gia đình, có vợ và có con, thì xin nhường lại cái ngôi nhà cho anh, để em đi ra cạnh bờ sông dựng lên một túp lều nhỏ, ở đó một mình cũng đủ rồi. Và thửa ruộng mà cha mẹ để lại cho hai anh em cũng chia đôi để cấy cày và gặt hái. Thế rồi cứ đến mùa thu thì người em nghĩ rằng người anh của mình còn có vợ, có con, gia đình vất vả nhiều hơn và cần lương thực nhiều hơn. Cho nên tối đến người em nghĩ thương người anh như vậy và đã tìm cách để rồi đưa thóc lúa của mình sang cho người anh. Thế còn người anh thì cũng nghĩ rằng bây giờ mình có vợ, có con rồi, còn có chỗ nương tựa, còn có những chỗ vui buồn, có vợ, có con. Thế bây giờ còn chú em của mình, một mình, cô thân, cô thế, sống ở ngoài bờ sông như vậy. Cho nên là anh cũng thương và hằng ngày, hằng tối, anh cũng đem thóc lúa của mình ra cho vào cót của người em. Thế rồi cứ như vậy hai anh em thương nhau và chuyển thóc cho nhau. Mà về nhà thì hai anh em nhìn vào cót thóc của mình thì không hiểu làm sao. Mình cứ mang thóc đi mà thóc nó lại cứ đầy chứ nó không vơi đi. Thế rồi một đêm kia khi mà trời sấm sét nổi lên, hai anh em vẫn cái hành động là đội thóc cho nhau như vậy. Nhưng mà bởi vì trời mưa sấm sét cho nên là phải chạy mau, kẻo rằng thóc nó ướt thì không được. Thế rồi trời tối chập choạng, sấm sét phải chạy cho mau, hai anh em đội thóc va vào nhau. Và lúc đó mới chưng hửng ra, người anh nhận ra đây là em của mình và em cũng nhận ra anh của mình. Thế rồi anh hỏi, em đi đâu vậy? Người em chập chừng với nói, em thương anh, có vợ có con vất vả cho nên là em mang thóc sang để giúp cho anh. Thế rồi hai anh em chưng hửng ra, à thì là bấy lâu nay hai anh em mình thương nhau, làm cho nhau những cái việc tốt lành như vậy mà không hay biết là anh em đã làm cho nhau. Và kính thưa cộng đoàn, từ đó hai anh em tiếp tục sống một đời sống yêu thương và chia sẻ. Và tương truyền rằng sau này khi hai anh em đã qua đời thì người ta trong làng xóm đó đã xây dựng nên một ngôi thánh đường ở chính nơi mà hai anh em đã gặp nhau trong đêm mưa để tưởng nhớ về một tình yêu chia sẻ của hai anh em trong một gia đình. Và cũng từ đó ngôi nhà thờ mọc lên, làng xóm đến với nhà thờ cầu nguyện hằng ngày và được sống bình an với nhau. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cái câu chuyện về tình yêu chia sẻ ấy nó cũng cho chúng ta thấy, để chúng ta áp dụng trong việc suy niệm lời Chúa của Chúa Nhật ngày thứ năm hôm nay. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau. Và như vậy tình yêu là một điều kiện hết sức quan trọng và không thể nào mà thiếu vắng trong đời sống con người của chúng ta. Nếu tình yêu mà chúng ta càng chia sẻ thì tình yêu lại càng phát triển và triển nở nhiều hơn trong đời sống của chúng ta. Vì vậy mà nhiều người đã nói với nhau rằng khi chúng ta yêu thương, chúng ta thêm được một bạn thì sẽ bớt được một thù. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta, mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau và yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Thánh Gioan mô tả sự ra đi của Giuđa khỏi phòng tiệc và lúc đó là trời đêm tối, cho thấy một cái sự giữ, cho thấy một cái hành động không có yêu thương, nó đã bắt đầu nổi lên từ đó. Giờ đây là giờ mà ứng nghiệm cái giờ cánh chung của Đức Kitô đã đến, trong khi có vẻ như tất cả mọi sự đau khổ và cái chết đang chờ ở phía chân trời, thì đây lại thực sự không phải là cái chết được lên ngôi, mà nó là khoảnh khắc của sự tôn vinh chính mình mà Đức Giêsu đã được dương cao
qua sự ô nhục, qua sự xấu hổ và qua chính cái chết mà Ngài chịu trên thập giá. Chính khi mà Ngài chịu treo trên thập giá thì lúc đó cái tình yêu của Thiên Chúa lại được biểu hiện và được tôn vinh, hay nói khác đi, giờ của Đức Kitô được thể hiện chính là giờ Ngài chịu chết, chính là giờ Ngài chịu treo trên thập giá, giờ mà tình yêu được thể hiện một cách cao vời nhất. Khi đã công bố rằng đây là giờ tôn vinh của chính mình, Chúa Giêsu đã giải thích cho chúng ta biết đây cũng là giờ mà chính bản thân Ngài tôn vinh Thiên Chúa, và chính Đức Chúa Cha cũng đã tôn vinh Ngài qua sự sẵn lòng, qua sự vâng lời của Con Thiên Chúa đến mức độ mà chịu chết cho toàn thể nhân loại chúng ta. Vậy kính thưa cộng đoàn, tình yêu thương luôn luôn là một điều mà chính Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Ngài đã làm gương cho chúng ta trong đời sống yêu thương của Ngài. Ngài sinh xuống trần gian, sống, chịu chết, tất cả mọi sự cũng chỉ vì yêu thương nhân loại chúng ta. Chính vì vậy mà hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Và yêu thương nhau không phải là thứ yêu thương như con người chúng ta yêu thương, mà chính Chúa đã yêu thương chúng ta, và Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy sống yêu thương như chính Ngài đã sống. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, nâng đỡ và giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta cũng biết mở rộng con tim của mình, để trước nhất đón nhận tình yêu thương của Chúa, và qua đó chúng ta cũng biết chia sẻ tình yêu thương cho mỗi người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Và đây chính là dấu hiệu mà Đức Giêsu đã khẳng định: nhờ dấu chỉ này mà người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta cũng có được tình yêu của Thiên Chúa, và qua chính tình yêu ấy chúng ta cũng trở thành môn đệ của Đức Giêsu, Đấng đã hết mình yêu thương nhân loại chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta được sống như Ngài. Cầu đoàn chúng ta cùng đứng tuyên xưng đức tin.